điệu cô Mầu về cho ông tôi hỏi nhá. Vì vì chừng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải đâm bèo hai khoai. Không hiểu sao cô Mầu tôi dạo này lại năng lên chùa hát đúng với chú Tiểu thế. Nay lên chùa, mai lại lên chùa. Mà ông tôi ở nhà thì nay bắt đi tìm, mai lại bắt đi gọi. Thôi thì thân phận đã đi ở, cứ như ông Thiên Lôi chỉ đâu là tôi đánh đấy. Phải rồi. Ây tôi vào chùa, tôi đấm một tiếng tiếng chùa bò trở ra tam quan, tôi mới đánh bà tiên trông rành tành nhà cắt rành tành cắt cắt tành nhà tò hỏi thăm con nhện nó tờ vương ở nơi nơi nào. Lên chùa điệu cô Mầu về mới được. Ơi cô Mầu là cô Mầu ơi. Ơi cô Mầu. Ai gọi gì cô đấy? Nô đây. Ông bảo cô về sắm sửa mà đi ăn cưới đấy. Cưới ai? Có phải ông bảo cô lấy chú Tiểu phải không? Mô Phật. Nói đi rồi. Cô cho quan tiền đây này. Ông bảo sao dạo này cô năng lên chùa hát đúng với chú Tiểu đấy. Thế hát đúng với anh Nô nhá. Hát với Nô ấy à? Ôi, trông thế kia mà bảo mình gầy sắc ve. À cô Mầu ơi, trông cô mình gầy sắc ve mà Nô thấy cũng thương đấy. Ôi, anh Nô, anh cũng thương tôi à? Thế nhưng làm sao? Thương thế nào? Nói đi xem nào. Ơi cô Mầu ơi, tôi thương là thương cho cái con chuồn đi. Chuồn phải rõ anh nó mắc phải cái mối tơ vương. Cô Mầu gian díu với thầy Tiểu mà thầy Tiểu chẳng có buồn thương cô thì nằm bụi rồi đến lúc sớm con cô muộn trông. Này anh ơi, chưa lấp tay ngoảnh mặt làm gì rằng con cũng thể rằng thơ
cửa cho thầy về đi con. Ôi dồi, cô Mầu ơi, ông về rồi bây giờ làm thế nào cô Mầu ơi? Ôi dồi, tôi chết rồi. Anh ơi, bây giờ thế này nhá. Thế nào? Anh ngồi xuống đây, tôi mới lấy cái thúng, tôi úp lên đầu. Ông hỏi thì bảo là chiêng trống của làng gửi. Thế nhưng ông thử chiêng thử trống vào đầu tôi thì làm sao? Thì anh cứ kêu giả tiếng chiêng tiếng trống, ông về đã thay nhẹ ra rồi đấy. Mầu. Sao lâu thế ạ? À? Con ra ngay đây ạ! Anh lên! Hôm nay tao đi uống bữa rượu hung thần, say là tối tăm cả mắt mũi. Con mà không dắt thầy về là tao ngã lăn chiêng lăn. Mau dạ. Mau dạ. Thế cái gì nó lù lù một đống à con? Dạ thưa cha, đây là chiêng trống của làng gửi đấy cha. Chiêng trống à? Sao làng gửi chiêng gửi trống ở nhà ta thế hả con? Dạ thưa cha, nhà ta là nhà phú gia, kín cổng cao tường, làm tròn mặt gửi vàng nên mới đem trống mà gửi đấy cha. Nhà ta nhà phú gia kín cổng cao tường. Nhưng mà sao tao đi vắng, mày cho làng gửi thế ngộ trống thủng chiêng rè sao? Dạ thưa cha. Con đã xem xét kỹ chưa? Dạ thưa cha, con đã xem xét kỹ rồi cha. Kỹ rồi à? May quá. hôm nay tao đi uống rượu cũng có thuê tiện được cái dùi găng lên. Để khi nào làng vào đám là ông cầm trầu. Tiện đây con cho thầy thử tiếng xem. Dạ thưa cha, lễ làng khất nước, ông dưng cha nổi chống làng, làng bắt vạ chết cha. Vạ? Không vạ thì ông đánh một tiếng thôi. Chứ nói bắt vạ ông đánh đủ 3 hồi 9 tiếng cho mày vạ luôn thể. Bố mày sợ đứa nào cái làng này? Xê ra con. Dạ. Xê ra. Xin cha. Mày xê ra. Xê ra. Cái mặt trống nó lì lì đây rồi. Tàn tùy cũ nhưng mà mặt thì còn găng đáo để đấy. Ông thử tiếng. Rộp. Rộp. Tung. Trống làng kêu hay đáo để. Ông thử tiếng nữa. Rộp. Mau sao trống của làng nó lại kêu ái tao ơi tòng thế hả con? Sao thế? Sao ơi, đấy là trống của làng có kim thanh, tiếng trẻ con khóc ở ngoài ngõ nó vọng vào đấy cha. Vọng vào à? Nhưng sao nó lại biết đuổi người thế hả con? Sao thế? Cha ơi, đấy là trống của làng mới lắp bánh xe, cha đụng vào nên nó mới lăn đi đấy cha. Phải rồi, ra trống của làng dạo này lại có thêm cả bánh xe, đụng vào nó lăn. Thế chiêng đằng nào để thầy thử chiêng con? Dạ thưa cha, tiền trống hậu chiêng, nhưng trống sao thì chiêng vậy. Cha còn thử làm gì nữa à? Cho thử chứ ngộ chiêng nó dè thì sao? Dạ, con xin cha. Con xin cha. Xê.
cái vũ chiêng đây rồi. Billy. Mau sao chiêng của làng nó lại rên rỉ như người khóc thế hả con? Sao thế? Dạ thưa cha, đấy là chiêng của làng đổ nhiều vàng, cha đụng vào nên nó ngân đấy cha. Ngân à? Mày không ngân ấy thì thôi, chứ đã ngân là ông đánh cả chiêng lẫn trống cho mày ngân một thể. Xê ra con. Xê ra. Con xin cha. Mày ngân à? Mày ngân. Tùng bi tùng. Ôi. Ôi trời ơi, con lại ông ạ. Ôi, thì ra là thằng nô. Dạ con đây ạ. Mày đang đi cày ngoài đồng cơ mà. Dạ con đang cày thì cô bắt con về đấy ạ. Rồi về làm cái gì? Dạ về để. Ôi trời con lại ông ạ. Rồi ôi, thế này thì tại đứa nào? Tại cô Màu ạ. Thôi. Im đi. Ông hiểu rồi. Chúng mày giết ông rồi. Nô. Dạ. Lại ông bảo. Ông tha cho con ạ. Ông đánh con đau quá rồi ạ. Ông không đánh nữa. Dạ. Lại đây. Thôi nhá. Câu chuyện đã chót xảy ra như thế này thì con im đi. Im đi rồi ông cho ruộng cho bò mà làm ăn nhá. Ông bảo con im rồi ông cho con ruộng. Con bò ạ. Tao bảo mày nói khẽ thôi. À đây, tiền đây, cầm lấy. Có đường có nẻo thì xéo cho xa. Đi chỗ biệt tâm biệt tích. Việc ở nhà ông thu xếp thế nào cũng xong nhá. Ông cho con tiền mà ông bắt con bỏ làng. Bỏ làng thì con không bỏ. Con trả tiền ông con đi. Mày mà đòi ở được cái làng này với ông à? Ông truyền đời báo kiếp cho thằng nô biết nhá. Câu chuyện lộ ra chớ chắc ông không mở mắt hay không? Bước. Ôi trời ơi. Hư rồi con ơi là con ơi. Ai lại nó là đứa ăn đứa ở mà mày lại tăng tiệu với nó thì tao còn mặt mũi nào mà trông thấy dân thấy làng này nữa. Con gái lớn phải lấy chồng chứ mày làm ăn sằng bậy thế à? Lấy chồng tại cha cả đấy. Ôi trời ơi, mày bảo tại cha thì tại bố mày cái gì? Còn mấy mày phải để tao chọn cho môn đăng hộ đối chứ bà đâu cũng gả. Đăng mới trả đôi kén mãi rồi. Ôi giời ơi, mày còn giòn giòn cái mồm. Thôi lớp này thì được mang chiêng mang trống con ơi. Mày làm thế này mày bôi do chát trống ở mặt cha mày rồi. Con ơi là con ơi. Con ơi. Mày ôi giời.